mồ côi mẹ từ năm lớp 6. Tưởng chừng đó là biến cố lớn nhất cuộc đời của cô bé Nguyễn Thụy Lan Anh. Nhưng không, đại dịch Covid-19 ập đến, ngày Lan Anh nhận kết quả đậu tốt nghiệp phổ thông trung học, cũng chính là ngày em hay tin người cha thân yêu vĩnh viễn ra đi vì đại dịch. Cô gái nhỏ này sống trong gia đình ba thế hệ, gồm bà nội, cô ruột và ba mẹ, trong ngôi nhà vỏn vẹn 32 m². Thiếu vắng tình thương của mẹ, Lan Anh luôn u buồn. Để bù đắp cho con, bà thường động viên và luôn khát khao, mong muốn em được học hành. Bà làm đủ mọi công việc để nuôi con. Em không giỏi trong cái việc bộc lộ cảm xúc với ba, nhưng mà em cố gắng bằng cách là thể hiện là mình học rất là tốt để ba thấy. Đối với việc học thì ba thường chăm sóc em, ví dụ như là ba chở em đi học đến trường hàng ngày. Khoảng thời gian mà em thi đại học thì ba là người giúp đỡ em rất là nhiều, cũng như là chia sẻ cho em và động lực. Một ngày giữa tháng 7, cả gia đình Lan Anh phát hiện dương tính với Covid-19. Trong khu cách ly, ngày em nhận kết quả 12 năm đèn sách, cũng là lúc Covid-19 đã cướp đi tình thương lớn nhất cuộc đời em. Nhận tin báo, tay em không cầm nổi điện thoại. Em khóc ngất trong phòng cách ly. Cái hôm mà 26 là em biết điểm thi đại học, 27 thì tầm 3 giờ chiều thì bên bệnh viện gọi báo cho em biết là ba mất. Thì cái cảm xúc của em là như từ trên cao rớt xuống đất luôn. Khi mà biết được điểm thi rồi thì em rất là muốn cho ba biết tin này. Nhưng mà ba không phải nhận điện thoại của em. Có một sự nuối tiếc tại vì 12 năm ở học của em thì ba đó. Thì do ba em lo lắng cho em nên là em vẫn chưa có thể báo cái kết quả đó cho ba biết. Hai mươi ngày cách ly với Lan Anh, dài như thế kỷ, em chỉ biết im lặng, cố kìm nén nỗi đau trong tim, để lo cho bà nội và cô ruột. Khi hết bệnh, từ khu cách ly trở về, việc đầu tiên Lan Anh làm là lấy ngay chiếc bàn họp bằng inox của mình, lập bàn thờ cho ba, thắp cho ba nén nhang đầu. Lúc đó, Lan Anh đã khóc như chưa từng được khóc. Khóc vì giờ đây, em đã thực sự mồ côi trên cõi đời này. Nếu mà nó về luôn rồi gia đình chung họp biết mấy. Thôi đừng khóc nữa, SPO2 nó giảm mệt lắm đó. Thôi không sắp đoạn nữa, không xuất đoạn nữa. Giờ mà bây giờ mấy cái lấy đồ kỹ vật của nó là tôi ứa nước mắt hả? Tôi không có chịu nổi. Có hình trang vào đời mà là thiếu thốn tình cảm của cha mẹ thì tôi sẽ cố gắng bù đắp bằng cái khả năng của mình thôi, để cho Lan Anh được học tới nơi tới chốn. Đó là cách tốt nhất để lo cho tương lai của Lan Anh thôi. Nhà nghèo, bà làm nghề giao hoa, lương có 7 triệu đồng một tháng. Lan Anh nhịn ăn, nhịn mặc, không có tiền đến các lớp luyện thi mà chỉ vùi đầu tự học. Em đậu vào ngành truyền thông của trường Đại học Văn hóa. Bây giờ hễ nhắm mắt lại, những lời bà nói lại phang lên trong tâm trí. Ráng học, sau có cái nghề, con gái phải có cái nghề ổn định mới an nhàn nha con. Đồng hành cùng em trong những ngày sắp tới là bà nội già yếu và người cô với công việc bấp bênh. Tương lai sao quá chông chênh, những lời ba dặn đã thành động lực theo Lan Anh đi suốt cuộc đời. Em có một động lực học rất là lớn, đó là em nhìn vào hoàn cảnh gia đình của mình để em tiếp tục phát triển cho bản thân. Và em lấy đó làm động lực để em có động lực, có sức để mà học tiếp tục 4 năm đại học sắp tới. Em phải nỗ lực hơn gấp trăm gấp ngàn lần trước đó nữa. Một lời hứa với ba là em sẽ là một người mà ba tự hào. Khi mà mỗi lần mà em nhìn di ảnh của ba thì em có thể tự hào khoe với ba về những thành tích của em. Em chỉ muốn nói là em cảm ơn ba. Lan Anh ơi, nếu như con nghe được những lời này thì cô mong rằng
phía trước, xung quanh con còn có rất nhiều cái những người mà cùng giang tay ra khi mà con gặp khó khăn. Cô cùng các bạn và những người xung quanh sẽ luôn luôn đi theo làm dịp ở phía sau, động viên con và luôn giang tay giúp đỡ con nếu như con có gặp khó khăn. Cố gắng lên con. Thiếu tình thương của ba mẹ, con đường học vấn phía trước của Lan Anh chắc hẳn không ít gập ghềnh. Nhưng vì ba mẹ, em nhất quyết không để mình gục ngã, vì em phải sống cho cả ước mơ của ba em. Chiếc xe quay cũ, kỹ vật của ba để lại này, cũng sẽ là người bạn đồng hành cùng Lan Anh đến giảng đường đại học. Ba từng dùng chiếc xe cũ này chở hoa đi giao để kiếm từng đồng nuôi con ăn học. Nhất định, Lan Anh sẽ dùng chiếc xe này để bước tiếp con đường hoa của đời mình, con đường của tri thức, của tương lai.